rồi đó, một tình huống hy hữu trong ráng là cầm tay nằm rơi coi. Dường như anh đang bị đau bóng. Kỹ thuật! Sút bóng rất tốt. Tăng Căng làm gì đây? Đây là chân kỹ thuật. Tình huống 1-2. Và tỷ số đã là 1-0. Có ai ngờ Nguyễn Văn Cường lại sai lầm những một tình huống như thế này đâu. Đây là chân kỹ thuật. Tình huống 1-2. Chúng tôi vừa nói đến chân kỹ thuật, vừa nói đến chân kỹ thuật thì ngay lập tức anh đã ghi bàn. Đúng là một trận chung kết, chào mừng. Một pha ăn mừng cảm xúc.